Chào các bạn nha. Hôm nay mình nướng chuột nha các bạn. Bữa nay mình nướng chuột nha. Hơi gió các bạn ơi. Mấy gài mình đây là mẻ than. Hôm gài là mình đặt hơi gió nha các bạn ơi. Đặt được đâu cái tuần lễ rồi đó. Được khoảng có mười mấy 20 con. Đó, thả chuột nè các bạn. Đó. Giờ đút lửa than lên là mình nướng đó. Chứ chắc gì đã cháy nha mọi người ơi. Bé xấu nướng lò than, nhúm lò than. Nhúm cháy không? Nhúm trời. Đẹp không bé, em đẹp không bé? Vô YouTube đẹp không? Đẹp mới được nha. Thấy nhô mọi người, thấy nhô. Đây, bàn tay 5 ngón của tôi đó thôi, em vui đây như cục. Bảy, tầm bảy. Tôi cố gắng tôi đón cái gì cái YouTube mà tôi coi mới được. Nóng không mọi người ơi? Nói gì đi thính thình vậy? Mày nói được rồi. Đây là chuột đồng nha mọi người. Chuột đồng chính cống nha mọi người nha. Không pha lẫn vào đâu. Không phải là chuột chợ nha mọi người nha. Chuột chợ ăn cái le lưỡi luôn. Đây là chuột đồng xả ớt nhưng mà không có ớt. Phải có ớt nha, thiếu ớt cho bộ. Phải cay cay, đồ đỏ đỏ, đồ màu mè, đồ vô mới ngon nha. Khỏi. Mình chỉ chơi vậy được rồi đó. Đó, nhiêu bao nhiêu tôi đưa lên hết nguyên cái này luôn. Rồi bây giờ chỉ chờ thôi. Rồi hồi cái mình làm một miếng muối gì? Tắc ớt gì? Muối tắc ớt, muối tắc ớt ha, đâm thiệt là cay ơi là cay ha, bây giờ ăn ha. Rồi ngon lắm. Ở trong thấy thèm chứ, thấy ở trong có ông Nhung thấy quay phim đó ông Nhung. Ừ. Ông Nhung thấy mặc cái đen quá. Tắt liền. Mặc đen thì tắt. Thì nói gì đó. Ông Nho, bà nội. Lên chế ăn bò. Chuyện nào chín? Không biết, đợi đi. Mùa này năm sau nó sẽ chín. Rồi banh. Chảy nước miếng mà không được ăn thịt chuột. Nhìn nước miếng đỏ đi, mùa này nó sẽ chín. Từ từ nó sẽ chín thôi, chút xíu thôi. Một tiếng không chín thì hai tiếng nó chín. Thơm lắm, đã bắt đầu bốc mùi đó mọi người. Bốc mùi thơm, bốc mùi thối. Cái là thơm. Rồi bắt đầu nãy giờ tôi nhiều chuyện giờ nước hết rồi mọi người ơi. Đi chở cái bè nè, trời ơi đó nó dảnh càng lên rồi đó, nó dảnh bún chia lên rồi đó. Cái là ngon nha, thơm rồi đó, thơm phức luôn, thơm mùi xả ha. Đó. Thơm lắm, thèm quá mấy mọi người ơi. Khét ngạt luôn rồi mấy người ơi. Thèm quá, rất là ngon. Nó còn chưa chuột sống luôn nha, chuột sống tươi mới làm luôn, mới làm rồi ớp vô thấm, đợi nó thấm rồi để lên lò nướng ăn bá tiếng một chén rồi thả nướng bỏ đi. Đây là con chuột đồng, con chuột đồng mới bắt hồi đêm hôm qua, rồi bữa nay là mình làm nhất trưa, rồi bây giờ mình đem lên mình nướng mới là nhất trưa. Mới bắt luôn. Xong rồi đem lên mình nướng rồi mình ăn luôn. Mới bắt hôm qua luôn ghê vậy. Đúng rồi, mới bắt. Mau dữ nha. Hơi bị khét nhẹ nha mọi người nha. Đó, hơi bị khét nhẹ. Hết ngon rồi. Được, thơm phức thôi. Đó, hơi bị khét nhẹ nha mọi người nha. Không sao, còn được. Chín chưa trời, còn sống nhăn hồi nó thành chuột luôn nha trời. Hết trơn rồi, mà sao mà không chín được. Không sao mọi người ơi, cái là lý do tại vì định mệnh là tại vì cái lửa nó quá lớn nên tôi nướng hơi bị khét nhẹ thôi chứ không sao hết nha. Rồi cái này là khét nặng luôn nha mọi người. Thôi không sao được, tạm tạm được, thôi tôi khều khều
không ăn được, mình cũng phải chăm chế một cái đôi chút nào đó chứ tôi không phải là trong nghề đâu mà tôi nướng. Người này không được rồi mà mọi người ơi. Ai biết làm sao mà ăn thành chuột không mới ăn. Nấu như mình như nói vậy đó. Chào các bạn, chào các bạn. Chào các bạn. Đồ mấy thằng này chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trời ơi. À, channel của anh mình. Channel của anh Trần Tâm Vlog ha. Trần Tâm Vlog. Đây là con chuột. Trần Chí Tâm mọi người. Đây. Đây là con chuột siêu to khổng lồ đây các cháu ạ. Siêu to khổng lồ siêu cây. Gì vậy? Quả chết thì bà nói chuyện gì vậy? Siêu cây luôn. Rồi chính là mọi người ơi. Cái gì cũng siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Đây, đây là con chuột siêu to khổng lồ. Con chuột 100g. Khét nghẹt. Siêu to khổng lồ. Đây, cái con này nó khét hơn nữa nè mọi người. Đây, tôi nướng đó mọi người ơi. Đây bà cái gì? Đây bà nướng nó cá sáo à. Cá sáo mà cá sáo thấy bà nướng chưa? Khéo chưa bà? Đó, đây là bà nướng những con chuột nằm từ tấm lòng của bà nè cá sáo. Đây. Má giống cả bà khưng lắm. Rồi xong rồi. Giống bà khưng.